Ngày 29 tháng 1 có 15.150 ca Covid-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất, số F0 qua đời giảm mạnh. Hà Nội thêm 2.806 bệnh nhân Covid-19, có 27 ca qua đời. Chiều 27 Tết, Hải Dương thêm một bệnh nhân qua đời, Quảng Ninh vượt 12.000 ca mắc. Mến chào quý vị khán giả đang đến với bản tin dịch bệnh Covid-19 trong những ngày đầu xuân năm mới. Mở đầu bản tin kính chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và an toàn vượt qua làn sóng dịch bệnh lần này. Vui Tết Nguyên đán mong rằng quý vị cũng đừng quên thực hiện 5K và tận hưởng những ngày nghỉ lễ bên gia đình, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Bản tin dịch COVID-19 ngày 29 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 15.150 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn nhiều nhất với hơn 2.800 ca. Bắc Ninh đứng thứ hai gần 1.000 ca. Trong ngày có 115 ca qua đời, giảm nhiều so với ngày hôm qua. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới như sau. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 1 đến 16 giờ ngày 29 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.150 ca nhiễm mới, trong đó 50 ca nhập cảnh và 15.100 ca ghi nhận trong nước, tăng 208 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh thành phố có 10.187 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.806, Bắc Ninh 992, Đà Nẵng 865. Thanh Hóa 732, Hải Phòng 663, Quảng Nam 601, Nam Định 505, Bình Định 419, Hòa Bình 414, Bắc Giang 407, Phú Thọ 397, Hưng Yên 369, Hải Dương 363, Vĩnh Phúc 347, Nghệ An 314, Thái Nguyên 295, Đắk Lắk 271, Thái Bình 265, Bình Phước 250. Thừa Thiên Huế 230, Quảng Ninh 210, Lâm Đồng 190, Lào Cai 188, Thành phố Hồ Chí Minh 166, Hà Nam 158, Quảng Trị 130, Tây Ninh 130, Cà Mau 126, Tuyên Quang 126, Sơn La 123, Điện Biên, Bến Tre mỗi địa phương 108, Lạng Sơn 106, Vĩnh Long 105. Hà Tĩnh, Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi địa phương 104, Hà Giang 103, Ninh Bình 102, Quảng Bình 100, Yên Bái 98, Khánh Hòa 94, Kiên Giang 88, Gia Lai 79, Con Tum 74, Đắk Nông 70, Quảng Ngãi 62, Cao Bằng 61, Trà Vinh 59, Bình Thuận 56, Đồng Tháp 54, Long An 44, An Giang 37, Bạc Liêu 35. Lai Châu 32, Hậu Giang 31, Ninh Thuận 30, Cần Thơ 29, Đồng Nai 27, Bình Dương 24, Sóc Trăng 18 và Tiền Giang 6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ngãi giảm 279 ca, Quảng Ninh giảm 133 ca, Hà Nội giảm 79 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk 270 ca, Thái Nguyên 171 ca. Thanh Hóa 150 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 15.213 ca mỗi ngày. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 2, Thanh Hóa 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Lâm Đồng, mỗi địa phương 1. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.233.287 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân qua đời. Từ 17 giờ 30 ngày 28 tháng 1 đến 17 giờ 30 ngày 29 tháng 1, ghi nhận 115 ca qua đời. Tại thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, trong đó 3 ca từ các tỉnh chuyển đến như Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, mỗi địa phương 1 ca. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội 27, Kiên Giang 11 ca trong 2 ngày, Cần Thơ 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Hải Phòng, An Giang, Sóc Trăng, Bắc Ninh mỗi địa phương 4, Khánh Hòa, Đà Nẵng mỗi địa phương 3, Nam Định, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Lào Cai mỗi địa phương 2, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Hải Dương, Hà Giang, Yên Bái, Lâm Đồng, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, mỗi địa phương một. Trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 136 ca. Tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.547 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca qua đời xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca qua đời xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Từ 18 giờ ngày 28 tháng 1 đến 18 giờ ngày 29 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.806 ca bệnh và 27 ca qua đời, đây cũng là địa phương có số ca nhiễm và qua đời trong ngày nhiều nhất cả nước. Bệnh nhân phân bố tại 429 xã Phường Thị Trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 152, Đống Đa 150, Gia Lâm 148, Nam Từ Liêm 147, Trương Mỹ 145. Số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 tới nay là 129.017 ca. Trước đó, ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện có 517 xã phường thị trấn ở cấp độ 1, 49 xã phường thị trấn ở cấp độ 2, 13 xã phường thị trấn ở cấp độ 3 và không có địa bàn nào ở cấp độ 4. 13 xã phường được đánh giá cấp độ dịch ở mức độ 3 phân bố theo các quận huyện, cụ thể Ba Đình, Thành Công, Trương Mỹ, Đông Phương Yên, Hữu Văn, Đan Phượng, Hạ Mỗ, Đống Đa, Phương Liên, Quốc Tử Giám, Gia Lâm, Phú Thị, Hoàn Kiếm, Đồng Xuân, Phúc Tân, Nam Tử Liêm, Phú Đô, Thanh Trì, Tân Triều, Thanh Xuân, Kim Giang, Thường Tín, Liên Phương. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Trong ngày hôm nay 29 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận 578 ca mắc mới. Trong đó, Hải Dương có thêm một trường hợp qua đời, còn Quảng Ninh vượt 12.000 trường hợp COVID-19. Tại tỉnh Hải Dương, trong ngày có 366 trường hợp mắc mới ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 204 ca là đối tượng F1, 52 trường hợp ho sốt cộng đồng, 59 bệnh nhân sàng lọc cộng đồng, một trường hợp sàng lọc bệnh nhân, 1 ca là nhân viên y tế, 46 trường hợp về từ các tỉnh khác và 3 ca nhập cảnh. Trong số những bệnh nhân được ghi nhận trong ngày, thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành có ca mắc nhiều nhất và hôm nay có thêm một trường hợp qua đời, trú tại huyện Bình Giang. Trường hợp qua đời này được Bộ Y tế đánh mã số 2138452, 93 tuổi, nữ, trú tại thôn Làng Như, xã Bình Minh, huyện Bình Giang. Ca bệnh là người già yếu, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với thành phố Hải Dương, trong ngày có thêm 66 ca mắc, gồm 31 trường hợp F1, 16 ca hò sốt cộng đồng, 15 bệnh nhân sàng lọc cộng đồng, 3 ca ở vùng dịch về và một trường hợp nhập cảnh. Riêng ba ổ dịch, công ty Sumidenso, khu công nghiệp Đại An, công ty trách nhiệm hữu hạn Ha He Việt Nam, phường Cẩm Thượng và công ty trách nhiệm hữu hạn May Everglory, phường Ái Quốc đều có ca mắc mới. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương có 19 trường hợp mắc COVID-19 qua đời ở 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố. Trong đó, huyện Bình Giang 3, Nam Sách 1, Gia Lộc 3, Thanh Miện 3, Kim Thành 2, Thanh Hà 1, thành phố Hải Dương 1, thành phố Chí Linh 3 và thị xã Kinh Môn 1. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới về tình hình dịch bệnh COVID-19. Chúng ta không nên quá lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan. Vui Tết bên gia đình, kính mong quý vị cũng đừng quên thực hiện nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân yêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại!